Kính thưa quý ông bà cô bác, con cháu thay mặt cho toàn thể tan gia quý quyến, xin trân trọng gửi đến các cấp chính quyền, quý cơ quan ban ngành, các vị cao niên trưởng lão, họ hàng thân tộc nội ngoại hai bên, bà con cô bác xóm giềng, bạn bè thân hữu gần xa, quý tình thông gia xu nghĩa, thân hữu đồng nghiệp của anh chị em, của các con các cháu, lời chúc luôn nhiều sức khỏe vạn sự bình an. Kính thưa quý ông bà cô bác, hôm nay gia đình chúng tôi gặp phải cảnh tang sầu, xin ly tử biệt một người em, người anh, người cha, người chú, người bác, người cậu, người dượng, người ông trong gia đình của chúng tôi là lão ông Phạm Văn Tuấn, tự Hoàng Văn Môn, pháp danh Thiện Tâm, không may lâm trọng bệnh. Mặc dù đã được gia đình và y bác sĩ bệnh viện tận tình cứu chữa, họ hàng thân tộc nội ngoại hai bên, bà con cô bác xóm giềng, bạn bè thân hữu gần xa, quý tình thông gia xu nghĩa, thân hữu đồng nghiệp của anh chị em, của các con các cháu, động viên thăm hỏi, khấn nguyện ơn trên, cầu mong cho người thân mà sớm khỏi bệnh. Nhưng luật trời đã định, sinh lão bệnh tử, lão ông Phạm Văn Tuấn, tự Hoàng Văn Môn, pháp danh Thiện Tâm, đã từ trần hồi 17 giờ 30 phút ngày 22 tây tháng 11 năm 2023, nhằm ngày mùng 10 tháng 10 năm Quý Mão, hưởng thọ 82 tuổi, để lại điều đau đớn mất mát quá lớn cho gia đình và họ hàng thân tộc. Các con cháu mất đi người cha, người ông, cả đời vất vả hy sinh nuôi dạy cho con cháu thành nhân nên người. Anh chị em, họ hàng thân tộc nội ngoại hai bên, bà con cô bác xóm giềng, bạn bè thân hữu gần xa, quý tình thông gia xu nghĩa, mất đi một người thân, một người bạn luôn sống vẹn tròn tình cảm, kính trên nhường dưới, tận tâm vì mọi người, trân trọng tình làng nghĩa xóm. Nỗi đau này gia đình chúng tôi không biết đến năm nào tháng nào mới có thể nguôi ngoai. Kính thưa quý ông bà cô bác, vừa hay tin cha hiền của chúng con là ông Phạm Văn Tuấn, tự Hoàng Văn Môn, pháp danh Thiện Tâm mãn phần, các cấp chính quyền, quý cơ quan ban ngành, ông bà cô bác thân hữu gần xa, quý tình thông gia xu nghĩa, thân hữu đồng nghiệp của anh chị em, của các con các cháu vội vã đến đây, hết lòng an ủi, động viên, cúng điếu, viếng lãng hoa chia buồn. Gia đình chúng con xin tạc dạ ghi lòng tất cả tình cảm thương mến, chia sẻ niềm đau, ấm áp nghĩa tình của quý cơ quan ban ngành, quý ông bà cô bác thân hữu gần xa. Trân trọng cảm ơn họ hàng thân tộc nội ngoại hai bên, bà con cô bác xóm giềng liên gia kế cận, chi hội người cao tuổi, chi bộ ban công tác mặt trận khu phố 2, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, ban công chức văn phòng ủy ban phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát, tận tình giúp đỡ tạo mọi điều kiện để đám tang cha hiền của chúng con được tươm tất và trọng thị. Từ việc lễ nghi, thắp hương cúng viếng, chuẩn bị kinh tỉnh huyện mộ an táng, giải quyết các thủ tục khai tử, đến việc lễ tân, lo việc tiếp khách bên ngoài, sắp xếp mọi chuyện lớn nhỏ bên trong, tạo điều kiện tốt nhất để ông bà cô bác đến chia buồn với gia đình chúng con. Cảm ơn ông bà cô bác dành chút thời gian quý báu, không ngại đường xá xa xôi, buổi sáng đầu ngày, ngày cuối tuần gia đình nhiều công việc, sáng hôm nay một lần nữa sum họp với tang gia, đưa tiện cổ áo quan cha hiền chúng con về nơi nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang khu phố 2, phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát. Gia đình chúng con cũng trân trọng cảm ơn các đơn vị hỗ trợ cơ sở phục vụ mai táng Triệu Thành Phát, khu phố 2, phường Thái Hòa, tận tình chu đáo từ cổ áo quan đến câu tận liệm. Giây phút nữa thôi, anh em đạo tỳ còn khiêng cao giác nặng đến giây phút cuối cùng. Xin cảm ơn quý sư thầy có bài kinh hội niệm, khấn nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp dẫn linh cha hiền của chúng con là ông Phạm Văn Tuấn, tự Hoàng Văn Môn, pháp danh Thiện Tâm, vãng sanh về miền Tây phương cực lạc, thăng thiên thọ phúc, có vẻ nàng được an giấc ngàn thu. Xin cảm ơn ban nhạc lễ Nam Bộ và ban nhạc Tây tấu lên khúc Bi Ai cho đám tang theo phần ấm cúng trang nghiêm. Xin được cảm ơn bộ phận hậu cần, chén cơm tách nước, đánh trống giữ xe, mấy ngày qua không quản ngại nắng mưa, tận tình phục vụ để đám tang được tươm tất và trọn vẹn. Kính thưa quý ông bà cô bác, trong lúc tang gia bối rối, thiếu sót là điều không thể tránh khỏi, mong ông bà cô bác niệm tình lượng thứ bỏ qua. Xin phép ông bà cô bác cho anh của con là Hiếu Nam, thay mặt cho tang gia quý quyến, hiếu quyến, rót ba chung rượu lễ, rượu thảo, rượu ân tình, kính tất cả ông bà cô bác đã đến giúp đỡ chia buồn đám tang của cha suốt những ngày đêm vừa qua. Kính tất cả ông bà cô bác có mặt đưa tang buổi sáng ngày hôm nay. Xin phép ông bà cô bác cho tang gia quý quyến được cúi đầu. Kính tất cả ông bà cô bác có mặt đưa tang buổi sáng ngày hôm nay ba xá. Kính chúc quý ông bà cô bác dự đám tang ra về thượng lộ bình an, gia đình luôn luôn an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường. Con cháu thay mặt cho toàn thể tang gia quý quyến đồng cảm tạ. Và kính thưa quý ông bà cô bác, và trước khi tiến hành nghi lễ di quan, với niềm tiếc thương vô hạn, xin phép ông bà cô bác cho anh chị em chúng con và các cháu được lắng lòng lại, có giây phút
để tưởng niệm đến người cha kính yêu, người ông kính yêu từ đây đã mãi mãi rời xa. Xin kính mời các anh chị lên trước cổ áo quan để hành lễ lần cuối trước linh của cha, của ông nội, ông ngoại trước khi gia đình làm lễ động quan. Dạ kính thưa cha, kính thưa ông nội, kính thưa ông ngoại. Giờ đây chỉ còn phút giây ngắn ngủi là các con các cháu và ông bà cô bác đã đến chia buồn với gia đình mình, sẽ đưa tiền cổ áo quan cha về nơi nghỉ cuối cùng. Giờ đây đứng trước cổ áo quan, các con các cháu xin cất lên tiếng lòng trước lúc tiễn cha hiền đi xa. Thưa cha, chúng con tự biết công dưỡng dục sinh thành như biển trời lai láng. Suốt cuộc đời này, dù chúng con có làm điều gì cũng không thể nào đền đáp được. Dù hôm nay chúng con đã thành nhân, đã có gia đình riêng, nhưng đứng trước cha chúng con vẫn nhỏ bé vô cùng, chưa bao giờ chúng con rời khỏi vòng tay thương yêu chở che của cha. Thưa cha, những ngày tháng qua đôi lúc vì vô tâm vô ý, các con các cháu đã làm cho cha phải buồn lòng. Với tấm lòng luôn bao dung hải hà, kính mong cha tha thứ lỗi lầm cho con cho cháu. Giờ đây trước cổ áo quan, trước hương linh của cha, các con các cháu xin hứa chúng con mãi mãi yêu thương đùm bọc lẫn nhau, sống trên thuận giới hòa, khắc cốt ghi tâm lời giáo huấn của cha, cố gắng thực hiện thật tốt di nguyện của cha. Thưa cha, sau khi chúng con đưa tiện cô áo quan về nơi nghỉ cuối cùng, xin cầu nguyện hương linh cha nương theo lợn khói trở về nhà, để con cháu sớm hôm được làm tròn chữ hiếu, báo đáp ơn nghĩa sinh thành qua nén trầm hương, hoa thơm trái ngọt, chén cơm tách nước. Chúng con xin khấn nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp dẫn hương linh cha hiền vãng sanh về miền Tây phương cực lạc, thăng thiên thọ phúc, cõi về nàng được an giấc ngàn thu. Và xin kính mời các anh chị một lần nữa quỳ xuống để lạy cha, lạy ông nội ông ngoại ba lạy cuối cùng. Và kính thưa gia đình, phần nghi lễ cảm tạ của gia đình đến đây là hoàn tất. Xin cảm ơn gia đình, xin cảm ơn ông bà cô bác. Và xin mời các anh trong đội mai táng tiến vào bên trong, xin phép gia đình dọn dẹp trang trí trợ táng bằng lòng phong đèn, chuẩn bị những phần nghi lễ tiếp theo cho lễ động quan.